đầu tiên tham gia thi đấu cuộc thi môi trường an toàn được tổ chức tại Liên bang Nga trong khuôn khổ Army Games 2020. Đội tuyển hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh tinh thần thi đấu quả cảm vì màu cờ sắc áo trên thao trường Pisochna, thành phố Kochma, Liên bang Nga. Để thực hiện tốt nhất các nội dung thi đấu, Bộ Tư lệnh Hóa học đã nghiên cứu kỹ các quy chế thi đấu mà ban tổ chức đã đưa ra. Năm nay, do quy chế thi đấu khắt khe hơn nên cường độ luyện tập cao hơn, thời gian thi đấu nhiều hơn. Thực hiện nhiệm vụ chạy vật cản xe. Nhiệm vụ chuyên môn gồm trinh sát phóng xạ, lấy mẫu, dò tìm nguồn phóng xạ, tiêu tẩy với thời gian ngắn nhất, độ chính xác cao hơn. So với năm 2019 được tổ chức tại Trung Quốc, năm nay đội tuyển phải đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh như nước chủ nhà Liên bang Nga, Trung Quốc, Armenia. Các đội tuyển này đã có nhiều năm tham gia thi đấu và giành thứ hạng cao qua các kỳ Army Games. Đặc biệt, có một đối thủ tiềm ẩn mà đội tuyển hóa học Việt Nam chưa có thông tin về trình độ của các bạn như Belarus, Uzbekistan. Từ đó, ngay từ khi sang Nga tham dự hội thao, đội tuyển hóa học Việt Nam xác định việc cạnh tranh cho một danh hiệu chính thức trong cuộc thi năm nay là đặc biệt khốc liệt. Kết quả chung cuộc đã cơ bản phản ánh trung thực năng lực thi đấu của các đội tuyển hóa học Việt Nam trong cuộc thi năm nay. Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 đã khép lại. Nhìn lại quá trình tổ chức huấn luyện, luyện tập và tham gia thi đấu tại Liên bang Nga, chúng tôi cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, huấn luyện và tham gia hội thao quân sự quốc tế những năm tiếp theo. Đặc biệt là sau hội thao, chúng tôi cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm để áp dụng cho việc huấn luyện chiến đấu đối với bộ đội hóa học, đặc biệt là huấn luyện theo tình huống, huấn luyện nâng cao để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của bộ đội hóa học trong thời bình. Qua những màn trình diễn tại hội thao, các đội tuyển đã cống hiến cho khán giả những pha tranh tài nghẹt thở với trình độ chuyên môn cao, xứng đáng với quy mô và đẳng cấp của một hội thao mang tầm quốc tế mà Liên bang Nga chủ trì tổ chức. Đội tuyển hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam xếp thứ tư chung cuộc trong tổng số 9 nước góp mặt tại Army Games 2020. Ngoài ra, có đồng chí Vũ Văn Hùng đạt danh hiệu tiêu độc viên xuất sắc của cuộc thi và hai đồng chí khác là Trung úy Hoàng Đức Thắng và Trung úy Bùi Quang Hưng được tặng thưởng huân chương hữu nghị. Qua hội thao quân sự quốc tế lần này, tôi đặc biệt ấn tượng với tinh thần hiếu khách của nước chủ nhà khi đón tiếp các đội tuyển cùng tham gia thi đấu. Và cùng với đó là tinh thần đoàn kết giúp đỡ của các đội tuyển cùng tham gia trong quá trình thi đấu trên thao trường. Chúng tôi có thể là đối thủ của nhau, nhưng trong quá trình sinh hoạt, chúng tôi thực sự là những người đồng chí, đồng đội, là những người anh em giao lưu, học hỏi để hiểu biết thêm về các nền văn hóa các nước. Khi tham gia hội thao, chúng tôi được tiếp cận với những trang bị mới để nâng cao thêm về kiến thức chuyên môn binh chủng. Người ta bấm thời gian, đồng hồ tít một cái là bắt đầu công trình chạy. Nha. Chạy lên vị trí này. Nha. Công trình lên đã. Bỏ tay cò ra khỏi tay cò, chứ để đây mà chạy là phạm quy. Nhớ chưa nào? Bỏ tay ra khỏi như thế này. Súng chắc như thế là được. Nhớ chưa nào? Quy, bắn tiếp. Lúc này lại cho tay vào cò bắn. Xong bỏ tay ra như thế này. Tham dự hội thao quân sự quốc tế lần này là cơ hội để đội tuyển hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam rút kinh nghiệm, học hỏi, nâng cao trình độ, đặc biệt chú trọng các yếu tố về thể lực, khả năng tiếp cận và khai thác tốt vũ khí trang bị, khả năng đối phó nhanh với các tình huống bất ngờ phát sinh trong bài thi để kịp thời đưa ra quyết định hành động thích hợp. Tuy rằng là kết quả của đội tuyển hóa học không được theo kỳ vọng, nhưng đã để lại một tấm lòng rất sâu sắc trong quá trình hội thi. Thứ nhất là sự được ủng hộ nhiệt tình của khán giả của các nước tham gia. Hai là đặc biệt là hình ảnh rất là cao quý của bà con và lưu học sinh Việt Nam tại Nga ủng hộ các bước chạy của đội tuyển nhân Việt Nam. Đây cũng là một nội dung thể hiện cái nét văn hóa của Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng như có đội tuyển trong quá trình tham gia. Tôi tin chắc rằng là các nội dung kết quả những giai đoạn hội thi lần sau sẽ kết quả sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
tham gia cuộc thi môi trường an toàn tại Army Games 2020. Đội tuyển hóa học quân đội nhân dân Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn và hoàn cảnh bất lợi để thi đấu quả cảm, là minh chứng cho bản lĩnh và ý chí quyết tâm của từng huấn luyện viên, vận động viên và mọi thành viên khác của đội tuyển. Thành tích và bản lĩnh thi đấu của toàn đội sẽ là những kinh nghiệm quý báu để đội tuyển bổ sung nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu trong thực hiện nhiệm vụ và hướng tới một mùa Army Games tiếp theo.